em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Em chào tất cả mọi người đã đến với lại kênh của em nha. Trong video ngày hôm nay thì để đáp ứng yêu cầu của rất là nhiều anh chị em cô chú luôn, mấy bữa nay mình nhận được khá là nhiều cái tin nhắn của mọi người gửi về cho mình á. Giống như là Nhân ơi, ở nhà anh có một cái mẫu hồ bể kính nha, tầm cỡ khoảng 200 đến 300 lít thôi, nhưng mà nước không hiểu vì sao là tầm cỡ khoảng 3 ngày đến 5 ngày nó bị vàng. Thì bây giờ Nhân có thể nào xem khắc phục giùm cho anh được hay không? Đây là một trong những cái câu hỏi mà có rất là nhiều anh chị nhắn tin gửi về cho mình. Tại vì mọi người biết á, nếu mà mình nuôi cá coi nè, chép sư tử, ranh chu, bể kính á, mà cái lọc của mình không có tốt, nó sẽ dẫn đến tình trạng là nước trong hồ của mình bị vàng, bị xanh. Thì hồ bể kính này của mình có nhiều cách để cho mọi người làm lọc lắm. Giống như là đơn giản nhất là mình sẽ để bơm trực tiếp bên trong hồ, chế hút đáy, hút mặt, bơm ra bên ngoài. Có nhiều anh em thì kỹ hơn, mình sẽ làm cái ống lắng. Và có nhiều anh chị em cô chú mình xài cái túi lọc thôi. Rồi hiện tại bây giờ thì có nhiều anh chị xài cái dàn lọc công nghệ mới á, có nghĩa là mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chính ra bên ngoài bằng cái đường ống over luôn. Nhưng mà cái cách làm này nếu như mình không có lắng, không có cái tách phân riêng á, thì theo khảo sát cá nhân riêng của mình thôi. Trên kênh của mình thì chia sẻ khá là nhiều cái mẫu hồ anh em chơi cái dàn lọc công nghệ rồi, không có lắng thì nước của mình nó sẽ rất là khó lâu dài trên một tháng mình vệ sinh thay nước nha. Thì bây giờ mọi người muốn chơi một cái thời gian lâu dài tầm cỡ khoảng một tháng mới vệ sinh thay nước mà nước trong hồ của mình nó được trong, thì mọi người nhờ mình chia sẻ một cái hệ thống lọc nào đó mà anh chị làm nó đơn giản nhưng mà cái hiệu quả mang lại cao. Thì trong video ngày hôm nay Nhân mời mọi người cùng như là mình nha, sẽ về tỉnh Quảng Ninh, mình ghé nhà của anh Trung để mình tham quan cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 200 lít của anh Trung. Giống như mọi người thấy á, từ đầu clip đến thời điểm hiện tại bây giờ là nước cực kỳ trong và cá rất là khỏe luôn. Hơn một tháng rồi anh Trung ảnh chưa có vệ sinh nha cả nhà. Thì chứng tỏ một điều rằng cái bộ lọc hiện tại bây giờ của anh Trung đang vận hành khá là tốt nha. Thì để bây giờ ở đây em chia sẻ một vài cái thông số hồ của anh Trung cho mọi người tham khảo. Sau đó em sẽ nhờ anh Trung ha, anh sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết ngay chỗ cái phần lọc của anh Trung để cho mọi người xem coi là hiện tại bây giờ anh Trung ảnh đang vận hành như thế nào, mà nước trong hồ của mình nó trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh phát triển được như vậy luôn anh em nhé. Em giới thiệu với lại cả nhà mình, đây là không gian hồ của anh Trung nha. Mình rất là vui và vinh dự khi là nhà cung cấp thức ăn cũng như là thuốc tím cho hồ của anh Trung nha cả nhà. Hồ này của mình chiều dài là 1m, chiều ngang của mình là 55 và mực nước trong hồ anh Trung đang để gần 50. Như vậy là mình tính ra hồ này của anh Trung tầm cỡ khoảng là 200 nha. Lúc trước thì anh Trung để bơm trực tiếp bên trong hồ luôn, nhưng mà sau một cái thời gian đi vào vận hành á, anh Trung thấy được rằng với cái chiều dài hồ chỉ có 1m thôi mà để bơm bên trong hồ á, nó chiếm mất cái diện tích đi, nên là anh Trung quyết định chế cái dàn lọc hiện tại bây giờ của mình. Thay vì mình sẽ sử dụng cái dàn lọc over công nghệ mới thì anh Trung chế đường ống chữ U, có nghĩa là mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chính ra bên ngoài, tương tự giống như cái over, nhưng mà mình sẽ cho nó vào trong ngay chỗ cái ngăn lắng nha, ngay chỗ cái phần lọc á. Một tí mình sẽ nhờ anh Trung ảnh chia sẻ chi tiết luôn để cho mọi người xem cho nó rõ luôn. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của mình hoạt động được hơn 6 tháng rồi, nước trong cá khỏe dạng người. Và cũng chia sẻ với là mọi người, hơn một tháng nay là anh Trung ảnh chưa có vệ sinh nha. Thì bây giờ cái cách mà anh Trung ảnh làm lọc như thế nào mà nước trong hồ của mình trong được như vậy, hơn một tháng rồi mình chưa vệ sinh nhưng mà chất lượng nước trong hồ của mình vẫn được đảm bảo, để bây giờ mình sẽ nhờ anh Trung ảnh chia sẻ cũng đơn giản ngay chỗ phần lọc thôi, để cho mọi người hiểu rõ cái cách mà anh Trung ảnh vận hành hệ thống lọc nha. Rồi anh quay cái về của anh cho nhân xem nè. Đây anh là một chú rồi qua dòng 200 đi vòng vậy, đây xuống, đây xuống ống 49 xuống xuống đây cách mặt 50 phân bỏ như mát lấy ngang đây rồi bỏ mấy bơm trong đây rồi bơm qua nhân lục tràn được rất mạnh, chỉ cần bơm 2 kim được chạy rất mạnh một đường xuống thổi luồng đưa xuống tàu oxy. Nếu mà nhân muốn tư vấn cho mọi người tốt nhất là lao động chú như bên đây, đây nước rất trong vừa rồi thì anh Trung đã chia sẻ là mọi người cái cách mà anh Trung làm lọc cho hồ của mình anh em nha. Nói chung là lọc của anh Trung ở đây cũng khá là đơn giản nha, một ống lắng, một dàn lọc tràn, nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chính á ra bên ngoài, mình sẽ cho vào trong ngay chỗ cái lắng. Mọi người thấy là anh Trung ảnh để một cái khoảng trống bên dưới, ở trên thì mình sẽ để là gimat để nó giữ phân lại, sau đó nước của mình sẽ dâng lên.
Nó qua ngay chỗ cái dàn lọc tràng thì anh Trung có sử dụng thêm một cái túi lọc nữa. Bên dàn lọc tràng thì mình bỏ đá lọc giống như là nhâm thạch nè, sứ viên, sứ thanh, xi mát gì đó, vân vân. Sau đó nước của mình sẽ trả về hồ thì mình sẽ tạo một cái luồng nhẹ để nó đưa cái phân lại ngay chỗ vị trí hút đá của mình. Thì đây là cái bí quyết mà đến thời điểm hiện tại bây giờ hơn một tháng rồi, anh Trung vẫn chưa có vệ sinh thay nước mà nước trong hồ của mình rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có những cái mẫu tầm cỡ khoảng 200 hoặc là 300 giống như của anh Trung mà mình cảm nhận được rằng cái nước trong hồ của mình nó không có được trong á, nó thường xuyên bị vàng, bị đục, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà hiện tại bây giờ anh Trung đang làm lọc nhé. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Trung, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh Trung cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Trung làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công thật là nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Trung chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.